Vào cuối tuần này á, là các bạn đạt được KPI, cho nên là công ty quyết định là làm tiền. Ok, mình đã chọn Bito. Từ cái việc đầu tiên mình rất quan trọng là việc chăm sóc khách hàng, thì Bito đã làm việc này rất tốt. Khi mà các bạn tổ chức tiệc cho mình thì rất là nhanh, khéo léo trong việc xử lý các cái món ăn mà có thể ăn ngay tại chỗ và dọn dẹp nhanh nhất, và mình thấy là rất là ngon. Ok, chắc chắn là mình sẽ tiếp tục lựa chọn Bito.